Vậy là ngày 24 rồi. Đây là thứ năm. Hôm qua thứ tư thì là ngày họp của tôi. Thì hôm nay là thứ năm, hôm nay sẽ tập bài ngực lưng. Thì thường là ba cái buổi cuối tuần tôi tập cũng sẽ nhẹ nhẹ hơn một tí. Hai buổi đầu tuần là hôm ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 24 đúng không? Thì cái buổi ngày 22, 23 là hai buổi nặng của tôi thôi. Thì mình sẽ tập kiểu chú ý đến rep nhiều hơn đấy. Khởi động lẫn nhau. Chung là kiểu phong cách tập của tôi là tôi sẽ hướng đến kiểu tập tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình tập để phục vụ cuộc sống của mình ấy. Ăn uống thoải mái, người vẫn khỏe đẹp quanh năm, không cần phải. Anh em hay có kiểu khái niệm là kiểu mấy anh em mới tập hay có khái niệm kiểu xả xiết ấy, mình không cần phải như vậy. Mình chỉ cần chúng anh em cứ hiểu đơn giản là mình đi tập là như kiểu đi tập thể dục ấy. Trước mắt là lấy sức khỏe đã, xong rồi dần dần cứ từ từ là nó sẽ lên, ok, sẽ dần dần thì khi mình có một lượng cơ nhất định rồi thì cái lúc ấy mình chỉnh sửa ăn uống thì nó cũng sẽ dễ hơn, kiểm soát dễ hơn đấy, chỉ hiểu đơn giản như thế thôi. Chứ tại kiểu mà tôi đi tập thấy nhiều anh em kiểu hay bị làm phức tạp và vấn đề lên. Để tôi cái chưa tìm được cái khoảng để tay cho nó hợp lý ấy. Lúc xuống nó vẫn cảm giác hơi căng ở bắp trước à, hơi khó chịu. Chỉnh tôi sẽ đẩy môi một lúc. Hôm nay trời Hà Nội, hôm nay trời nắng đấy, thường là tôi sẽ khởi động sau này lúc mà mình ướm được cái tay nó vừa, đến lúc xuống mà thấy thoải mái. Thứ nhất là thoải mái khỉu tay này, xong cả cái phần bắp vai nữa, thì là đúng cái đoạn đấy là anh em sẽ để chuẩn nhất nhỉ. Thì không, nói chung là nhiều anh em sẽ bảo là để rộng hay là hẹp vào, không phải, cái đấy nó tùy xem kiểu anh em lũ ướm này, tùy mỗi người đấy. Lũ ướm ấy anh em thấy thoải mái nhất đấy, cũng đừng hẹp quá, nếu mà hẹp quá thì nó sẽ bị vào tay sáu. Còn nhiều anh em hay để rộng quá, mà rộng quá thì dễ bị vào vai, thì anh em sẽ chỉnh tùy mỗi người ướm. Thì có lúc anh em lúc ướm ấy là anh em mình đứng ưỡn lên như này, xong để tay chuyển động lên, nếu mà thấy nó thoải mái thì là được. Chưa thực sự thật tập tay có lúc để hôm nào khởi động nhanh ấy, để phát vừa tay cái là đẩy được luôn, nhưng hôm đẩy ướm mãi nó chưa.
căng lắm. Em phải đẩy được khoảng 8 cái. Tại vẫn đang hơi căng bắp lúc xuống. Chưa đủ rep. Áo rách phát ra. Một, hai, ba. Cảm giác có mentor vào tập nó sẽ tập trung hơn đấy. Xong rồi này sẽ đi. Nên có cái đoạn chợ góc nắng đẹp lắm. Thì sẽ thử ra đây gồng. Một, hai, ba. Up. Gồng đi nào. Ok. Lên 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 lên. Up. Cái nữa, thoải mái. Up, lên đi, push. Lên lên. Okay. Thì cái bù rep anh em có thể đẩy từ 37 hoặc 35. Tùy ông phong độ. Ông 37 thì 37 thì hôm nào phong độ tốt thì đẩy 37. Không thì đẩy 35 cũng được. Không bắt đầu vào quen rồi. Cứ đẩy một lúc bắt đầu tay rồi mới đỡ. Mình khó chịu lắm. Chưa khởi động đẩy căng lắm. Hiệp 35 đầu tiên ấy. Xong bài này thì đến bài xa kép. Bài deep ấy. Xong bài ngực. Xong hai bài lưng là xong. Thì đấy, thì tính như kiểu buổi này tôi đẩy sẽ tính thành 3 hiệp 10. Đúng không? Một hiệp 35 này. Một hiệp 37. Thì cái hiệp 37 với cả cái hiệp 40-45 ấy là cộng anh em cộng vào thành một hiệp thôi. Đây một hiệp bù rep nữa, đủ 3 hiệp 10. Nhưng các bạn là tôi vẫn muốn đẩy thẳng lên cái mức trên kia để cho nó quen ấy. Thì sau tôi đẩy những cái mức này nó sẽ thấy nhẹ hơn. Nhưng mà đấy là ví dụ anh em đẩy anh em phải lắng nghe cơ thể chứ không phải là kiểu cứ lắp tạ mà đâu nhá. Ở đấy là cái mức 45 là mức tôi sẽ vẫn có thể kiểm soát được kỹ thuật các thứ nữa. 1, 2, 3. Ok, thank you. Chuyển bài anh em nhá. Thì hôm nay trời nắng đẹp tí nữa sẽ gồng một cái góc mà tôi thấy cái ánh sáng chiều đẹp lắm. Ok anh em. Cái góc này mới nắng quá. Cũng được ấy, góc này. Thì thoảng phơi nắng tí cũng được. Quần lói hết ra.
15. Ui, còn một hiệp nữa tôi tháo tàng nặng quá. Cái góc này là cái góc kiểu cầu thang người ta lên để đi vào ấy. Ui, mỏi thế. Nhà này. Tôi cứ cố, nói chung cố hai hiệp, mỗi hiệp 20 cái. Ui, 15. Hình như tỷ đánh giao hữu sao. Bằng tỷ số 3 đấy bạn. Rồi. Ui sao. Ui. Mày đáng quá rồi. Nặng quá. Ok anh em nhá. Rồi xong bằng bay ngực. Triển khai nhanh. Tí đi dậy nữa. Đúng đấy. Mà chiều sớm mà thấy đông phết. Rồi xong máy bay ngược anh em nữa. Bạch quả này là hơi nặng đấy nhưng mà hết tạ. Hơi nặng. Đây là cái góc gồng ngay bên cạnh này. Thì tôi sẽ quay cam để gồng thử anh em xem. Ой. Ой.
xong rồi bun up nhá. Em xuống từng một. À, thì tôi sẽ gồng luôn ở bên này cho anh em xem. Tôi sang có vẻ tôi thấy hình sáng đây. Tôi gồng thử với anh em đây nhá. Vừa nhìn thấy rồi, hai tuyển thủ cao lắm. Ui, ba hiệp này nữa, ba hiệp này xong bắt đầu râu là xong. Chuẩn rồi. Em chuyển sang bài râu nhá. Ok em nhá. Chào tụi mình. 35 phòng. 4 hiệp, 3 là 4 hiệp. 3 hiệp thôi chứ, 3 hiệp. Tầm 4 giờ 10 là tôi phải đi rồi. Giờ đang là 4 giờ rồi, còn khoảng 10 phút nữa. Kéo nốt cho anh. Nốt bài này.
Nốt đánh em nhé. Buông ngoài quá. Ok. Chúng ta cùng quay thôi. Đúng 4 ra 10 luôn. Quay. Xong rồi. Hẹn anh em à. Mai sẽ là buổi chân, lại chân bụng. Mai là buổi chân nhẹ. Đâu, thi đấu à? Kỳ lạ luôn. Thôi, hẹn em vào buổi ngày mai nhé, buổi chân thôi. Quên không mang creatine, sợ. Bye bye anh em.